Sau đó, anh ấy cùng đồng đội của mình đi ra trong im lặng. Đứng trước những lời chỉ trích đó, Quinn cũng cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng anh vẫn quyết định đến Nghĩa Trang để gặp Van Gian, hỏi anh ấy lý do thực sự đội của anh đến đây. Sau đó Van Gian và Jensen nói với Quinn, họ tìm thấy điều bất ngờ sau khi giết hơn 200 con rồng lửa. Đó là tất cả những con họ giết đều là cái. Vì vậy, trên thế giới chỉ có duy nhất một con rồng được thụ tinh cho hàng loạt trứng. Chỉ cần giết con rồng đực đó thì rồng lửa sẽ tuyệt chủng. Và thông qua theo dõi họ biết được con rồng đực đó đang ở London. Nhưng Quinn không muốn người của mình tham gia đi vào chỗ chết. Anh ấy ngay lập tức từ chối tham với Van Gian và yêu cầu đội quân của họ phải nhanh chóng rời đi. Nếu không anh ấy phải ra lệnh trục xuất họ. Jensen hỏi Quinn trước khi rời đi, tại sao anh không muốn tham gia? Quinn nói ra sự thật. Lúc này, Jensen mới nhận ra mẹ của Quinn đã chết trong thảm họa đó. Và anh ấy có thể đã nhìn thấy con rồng đực đó. Mặt khác, Van Gian vẫn không bỏ cuộc. Anh ấy bắt đầu chiêu mộ người của Quinn ngay trong căn cứ. Điều này khiến Quinn, người luôn bảo vệ sự an toàn cho người của mình, không thể chấp nhận được. Nhưng Van Gian rất khỏe đánh Quinn gục xuống đất chỉ trong nháy mắt. Mọi người nhanh chóng chạy đến ngăn hai người lại. Quinn bị... Sau đó, anh ấy cùng đồng đội của mình đi ra trong im lặng. Đứng trước những lời chỉ trích đó, Quinn cũng cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng anh vẫn quyết định đến Nghĩa Trang để gặp Van Gian, hỏi anh ấy lý do thực sự đội của anh đến đây. Sau đó Van Gian và Jensen nói với Quinn, họ tìm thấy điều bất ngờ sau khi giết hơn 200 con rồng lửa. Đó là tất cả những con họ giết đều là cái. Vì vậy, trên thế giới chỉ có duy nhất một con rồng được thụ tinh cho hàng loạt trứng. Chỉ cần giết con rồng được đó thì rồng lửa sẽ tuyệt chủng. Và thông qua theo dõi họ biết được con rồng được đó đang ở London. Nhưng Quinn không muốn người của mình tham gia đi vào chỗ chết. Anh ấy ngay lập tức từ chối tham với Van Gian và yêu cầu đội quân của họ phải nhanh chóng rời đi. Nếu không anh ấy phải ra lệnh trục xuất họ. Jensen hỏi Quinn trước khi rời đi, tại sao anh không muốn tham gia? Quinn nói ra sự thật. Lúc này, Jensen mới nhận ra mẹ của Quinn đã chết trong thảm họa đó. Và anh ấy có thể đã nhìn thấy con rồng được đó. Mặt khác, Van Gian vẫn không bỏ cuộc. Anh ấy bắt đầu chiêu mộ người của Quinn ngay trong căn cứ. Điều này khiến Quinn, người luôn bảo vệ sự an toàn cho người của mình, không thể chấp nhận được. Nhưng Van Gian rất khỏe đánh Quinn gục xuống đất chỉ trong nháy mắt. Mọi người nhanh chóng chạy đến ngăn hai người lại. Quinn bị... Sau đó, anh ấy cùng đồng đội của mình đi ra trong im lặng. Đứng trước những lời chỉ trích đó, Quinn cũng cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng anh vẫn quyết định đến Nghĩa Trang để gặp Van Gian, hỏi anh ấy lý do thực sự đội của anh đến đây. Sau đó Van Gian và Jensen nói với Quinn, họ tìm thấy điều bất ngờ sau khi giết hơn 200 con rồng lửa. Đó là tất cả những con họ giết đều là cái. Vì vậy, trên thế giới chỉ có duy nhất một con rồng được thụ tinh cho hàng loạt trứng. Chỉ cần giết con rồng được đó thì rồng lửa sẽ tuyệt chủng. Và thông qua theo dõi họ biết được con rồng được đó đang ở London. Nhưng Quinn không muốn người của mình tham gia đi vào chỗ chết. Anh ấy ngay lập tức từ chối tham với Van Gian và yêu cầu đội quân của họ phải nhanh chóng rời đi. Nếu không anh ấy phải ra lệnh trục xuất họ. Jensen hỏi Quinn trước khi rời đi, tại sao anh không muốn tham gia? Quinn nói ra sự thật. Lúc này, Jensen mới nhận ra mẹ của Quinn đã chết trong thảm họa đó. Và anh ấy có thể đã nhìn thấy con rồng đực đó. Mặt khác, Van Gian vẫn không bỏ cuộc. Anh ấy bắt đầu chiêu mộ người của Quinn ngay trong căn cứ. Điều này khiến Quinn, người luôn bảo vệ sự an toàn cho người của mình, không thể chấp nhận được. Nhưng Van Gian rất khỏe đánh Quinn gục xuống đất chỉ trong nháy mắt. Mọi người nhanh chóng chạy đến ngăn hai người lại. Quinn bị... Sau đó, anh ấy cùng đồng đội của mình đi ra trong im lặng. Đứng trước những lời chỉ trích đó, Quinn cũng cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng anh vẫn quyết định đến Nghĩa Trang để gặp Van Gian, hỏi anh ấy lý do thực sự đội của anh đến đây. Sau đó Van Gian và Jensen nói với Quinn, họ tìm thấy điều bất ngờ sau khi giết hơn 200 con rồng lửa. Đó là tất cả những con họ giết đều là cái. Vì vậy, trên thế giới chỉ có duy nhất một con rồng được thụ tinh cho hàng loạt trứng. Chỉ cần giết con rồng được đó thì rồng lửa sẽ tuyệt chủng. Và thông qua theo dõi họ biết được con rồng được đó đang ở London. Nhưng Quinn không muốn người của mình tham gia đi vào chỗ chết. Anh ấy ngay lập tức từ chối tham với Van Gian và yêu cầu đội quân của họ phải nhanh chóng rời đi. Nếu không anh ấy phải ra lệnh trục xuất họ. Jensen hỏi Quinn trước khi rời đi, tại sao anh không muốn tham gia? Quinn nói ra sự thật. Lúc này, Jensen mới nhận ra mẹ của Quinn đã chết trong thảm họa đó. Và anh ấy có thể đã nhìn thấy con rồng đực đó. Mặt khác, Van Gian vẫn không bỏ cuộc. Anh ấy bắt đầu chiêu mộ người của Quinn ngay trong căn cứ. Điều này khiến Quinn, người luôn bảo vệ sự an toàn cho người của mình, không thể chấp nhận được. Nhưng Van Gian rất khỏe đánh Quinn gục xuống đất chỉ trong nháy mắt. Mọi người nhanh chóng chạy đến ngăn hai người lại. Quinn bị...